phía trước á, bên tay phải là chợ Cái Me á cả nhà. Bên đây chạy thẳng cho chút xíu nữa quẹo phải là mình tới tỉnh thất Quan Âm Linh Ứng rồi nha cả nhà. Chợ Tự Phát. Mình chạy sát sát lại bên tay phải, chạy thẳng luôn đi, thẳng luôn đi. Để nó chạy chắc lại cái quẹo phải. Sao bây giờ điện thoại chạy thẳng luôn. Ở đây là ngã tư. Ngay cái bên tay phải, cái góc ngã tư bên tay phải hồi nãy là quẹo chợ cả nhà, ngay góc chợ. Trời. Thấy bảng chưa? Rồi. Bên tay phải nè, đó, quẹo phải các bạn. Đây. Đây vô đây. Tới rồi đó. Rồi đi tới chỗ cây xoài á, quẹo trái. Đây thì mình quẹo cổng trước ngay cái mảng đây nè cả nhà. Không mà nên đi cổng sau nha. Để thẳng cổng sau không có quẹo đây. Đây là cổng trước. Rồi quẹo đây. Chỗ để xe cả nhà. Ủa, quẹo cầm xu luôn hả? À, vợ chồng ngân rút cái xu đi học anh văn về qua tỉnh thất luôn á cả nhà. Anh vô chào bà ba cái anh rồi mình đi ra ngoài chào mấy cô nữa. Vô chào bà cái đi thẳng vô trong này. Chào bà ba. Có không? Hồi nãy mới thấy sư cô ở đây mà. Kìa, sư cô kìa. Dạ, xin chào. Cô, sư cô anh, chứ không phải bà. Dạ, xin chào Phật. Hơi tối cả nhà. Con chào bà đi không? Nào dạ, con mới xuống á cô. Con tính vô hỏi bà ba mà anh không thấy bà ba. Bà ba đây nè con. Dạ. Dạ hả? Con, mẹ con không có lên cô. Dạ. Dạ, đây vô trong đây bà con thưa bà ba. Có bà ba bà tư gì hết á cô Bảy hả? Ừ. Ôi cô Bảy nghĩ con nghĩ con thấy mặt cô gái con lâu gặp cô quá trời ơi vẫn đẹp như xưa. Bà ba bà tư cô lên hồi nào ạ? Cô này đang lục lạo gì rồi. Con nghe nấp nấp là con biết cô rồi, nấp nấp ở trong mà nói vẫn vẫn nha. Con gái con mấy tuổi bà ba? Ừ, thưa bà Bảy. Được mấy tuổi rồi con? Dạ 10 tuổi. Cô Bảy lên chừng nào vậy? Cô Bảy giờ chứ sẵn về. Ủa sao giờ chứ sẵn về? Cô lên tính mai mới về mà. Giờ về với có công chuyện đột xuất. Vậy hả? Rồi con dạ. Cái đồ này đi. Cô lên ngày ngày hôm qua hôm kia vậy hả? Hôm kia chỗ mẹ con đi mà mẹ con không có đi được. Ngày lớn nhất cha lịch trời. Qua quay ai? Dạ. Bà ba nói gì? Hồi sáng hả? Với lại con của con nó đi học anh văn mới về. Con mới chờ nó, con ước mới về con mới đi được. Con đi nha, con ra đây nha. Đi ra đây nha. Nó hỏi thăm cô Năm thắp nhang cái hồi sáng cúng rồi. Dạ. Đi trễ rồi. Xu đâu con? Xu đâu? Không thấy mặt con này. Hôm nay là tỉnh thất có làm đám giỗ nhưng mà như nghe nói là cúng rồi cả nhà, con lên trễ rồi. Thôi đi ha. Hai ba con đi trước đi. Dạ ăn cơm luôn đi tụi con. Dạ. Dạ chắc con không ăn á, con tới thăm. Dạ. Con dẫn chồng với con gái con lên thăm mấy cô với dạ. Về quê rồi. Về quê hả? Dạ. Về quê chị có coi hả? Dạ. Đúng rồi, dạ. Vậy hả? Cười đã luôn hen. Có nhảy mũi không? Dạ có luôn, nhảy mũi quá trời. Ôi em ghê, coi là buồn đến tội dễ sợ luôn nha. Dạ. Ngoại coi ngoại hả? Dạ. Trời ơi, cái này là cái gì vậy? Chị
nướng. Thịt nướng hả? Món ăn chơi á. Dạ. Hôm nay con thấy món lạ hơn á, nhìn lạ hơn hồi đợt trước á. Ha, là có món mới. Qua vợ khách quay lại. Dạ. Con chào con. Con chào cô Năm. Dạ. Mời ấy chồng con với con rồi ra ăn cơm luôn. Dạ. Để ông xã con lên thắp nhang trên bàn Phật cái rồi chốt con xuống. Dạ. Con ngon quá coi gà. Để con quay nè. Cái này cái gì? Gà con hả? Gà chiên, gà quay, gà chiên đó. Gà quay, gà chiên hả? Qua quay đi, gà con ấy. Dạ. Anh chào cô Năm. Gà chút xuống. Để ngân qua ngân quay bếp chút xíu nha cả nhà. Này là gà quay, gà con rút xương. Trời ơi, cái này là mình làm chắc bằng tàu hủ kia hay sao nhé? Dạ, mình nhồi cái gì á hả con ha? Kêu người ta làm đó. Nhồi nấm hả? Dạ, này thì chắc là người ta làm đó con. Trời ơi, lạ quá à. Con cũng mới thấy món này lần đầu luôn á. Đây là chè. Trời ơi, cái này là chè gì á cô Năm? Chè gì đó, nãy chè bà ba bánh lọt hả? Dạ. Rồi cái này thì chắc có đậu phộng rồi khoai lang, đậu xanh với lại nấm mèo. Đó, đầy đủ á cả nhà ơi. Nước cốt dừa rồi ha, đậu phộng rồi. Cái gì trắng trắng nha cô ha. Bột khoai. Bột khoai. Bánh lọt á. Có bánh lọt hả? Có bánh lọt. Bột khoai có làm rồi mình để cái bánh lọt rồi đó con. Dạ. Đủ thứ hết. Ngon, không biết nấu cái chè này cả nhà ơi. Cái chè này thì ăn thì biết quen mùi vị nhưng mà không có biết nấu, chưa nấu bao giờ. Cúng rồi hả? Còn buổi chiều. Quay qua bên cô đó đang làm bánh rồi con. Đó này nút mắt ra, nút mắt ra. Hay quay cô Bảy đang làm gỏi. Trời ơi. Cái này là gì? Đây là đang làm món tứ quý. Tứ quý hả? Tứ quý. Tứ quý là cái gì? Giống giống như bánh chuối mình vậy. Không, không phải, không phải. Cái này. Quay lên cho Bảy làm chủ ở đây nè. Đây là đang làm món tứ quý. Cái này là cái gì con? Cái này là mình làm, mình pha chế làm món tứ quý. Đây là bắp hấp lên rồi nhúng bột chiên giòn, nhúng bột xù chiên lên. Như cái này là bắp nè, với lại nấm hả? Với lại bột gì á cô? Bột chiên xù. Bột chiên xù mà làm không, không cái bột mình hấp cái này nè. Bột đó là bột mì. Bột mì với bắp với nấm. Rồi có gì nữa? Có đậu xanh không? Không. Rồi mình ướp gia vị vô mình hấp hả cô? Hấp xong rồi mình nhúng bột. Cái đó xong là bột chiên giòn đó ha. Nhưng mà bốn món. Rồi xong rồi món nấm. Đây là mình làm bốn món tứ quý. Nhưng mà đây là mới làm có một món thôi. Cái đó xong nhúng cái bột xù chiên. Bột xù chiên. Cái này là gì cô? Này giống như là chả chiên á. Cà chua. Cà chua làm bông. Làm bông để gắn lên trên mặt lên bông bánh. Dạ. Trang trí. Bông để mà mình làm lên mình trang trí cho nó đẹp. Dạ. Cơ quá không chỉ làm bánh bèo á cả nhà, bánh gì con cũng biết làm hết trơn. Này có củ sen. Củ sen đó mình nhúng bột mình chiên giòn. Dạ. Để kèm với là cái món tứ quý á. Dạ. Thì là tứ quý là bốn món. Dạ. Là mình thêm cái củ sen á, mình chiên giòn lên mình ăn kèm với là món tứ quý. Còn cái cà chua này á, mình để bông để lá mình để lên trên mặt á cho nó đẹp á. Dạ. Có nấm gì nữa nè, cái nấm gì? Đùi gà. Nấm đùi gà nhỏ. Cô chắc nấu gì đây nè? Gà tiền. Gà tiền hồi nãy cái gà rút xương, gà con rút xương hồi nãy tiệm này hả cô? Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái này là táo đỏ nè. Táo đỏ chim châm. Nấm chim châm khô hả cô? Nấm chim châm khô. Còn cái này gia vị, gà tiền nè.
Cái này mình mua trong tiệm thuốc bắc nha. Mua ngoài tập phô ngoài các bạn. Sạp đồ phô ngoài có bán hả? Nhân than vậy nấu con hay sao ta? Nấu nguyên một nồi. Một nồi vậy là ba than. Dạ. Không phải cái xiên này nè, xiên thịt nướng. Ồ, nhìn nó giống như là cái miếng ba gọi á cả nhà. Dạ. Mình là mình chan nước mắm mình ăn với bún hay với cơm vậy thôi. Bún. Bún. Dạ. Bún nướng cho bánh hỏi. Dạ. Ăn với bánh hỏi nha cả nhà. Nước mắm. Cái miếng trắng trắng này chắc củ sắn quá. Củ sắn. Cái này là sườn non. Sườn non cả nhà. Củ sắn với lại sườn non rồi sỏ lụa vậy đó. Cái này là sườn non nè. Rồi cái củ sắn nè, rồi ướp gia vị. Rồi cái mình sỏ lụa mình chiên chứ không có cần hấp bột gì hết. Nước mắm quay cái phần nước mắm nè, nước mắm đặc biệt. Nước mắm này ngon nè cả nhà. Mấy cô làm nước mắm ngon dữ lắm. Còn thích ăn cái gì nước mắm của mấy cô làm ở đây. Có cà rốt, củ cải trắng với lại là cái cơm của cái chanh á. Linh phát nhanh trên Tam Bảo này. Đây chỉ anh đi giúp kia đâu. Qua đây chắc mượn con dép bên đây. Dạ. Xách về. Ở bên đây có dép mượn đỡ đi anh. Dép đỡ đi. Mượn dép đỡ đi. Đi thăm nhiên ở trên Tam Bảo cả nhà. Đã rồi, ngon quay ở đây cũng nhiều clip lắm. Xin chào cô Tư. Địa chỉ ở đây nha cả nhà, số 57 xã 6M đường Nguyễn Thị Khuê, tổ 15 ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đó cả nhà. Tỉnh Thất Quan Âm Linh Ứng nha. Kẻ làm ác là gặp phước lợi, kẻ béo trắng lại mắt lát, kẻ xanh đen mà lại tươi đẹp, người nhiều con trai con gái, có kẻ cô đơn một mình, có kẻ đi gia hương đói rét lang thang, có kẻ được vào cung vua ăn mặc tha hồ, có người lúc trẻ thì nghèo hèn đến lúc già lại giàu sang, có người thực là vô tội lại bị bắt bớ giam sống một cách phiêu lưu khốn cực, có người ở như ổ quạ hư mặc áo da lông không biết danh tự. Có người ăn. Sư thầy với lại mấy cô ngủ Ngân với ông xã ở lại ăn bánh xèo. Nhưng mà chắc Ngân hẹn lại dịp khác á. Ở đây á mọi người thì mỗi tháng Tịnh Thất có phát cơm chay nữa. Vào ngày 15 với lại là ngày mùng 1 hàng tháng phát cơm chay từ thiện. Mà mỗi lần phát vậy là hình như tầm khoảng 1000 mấy hộp cơm á mọi người. Rồi cũng có phát gạo nữa. Rồi lâu lâu mọi người cũng có tổ chức đi phóng sanh rồi đi phát quà từ thiện ở nhiều nơi khác nữa. Nhưng mà Ngân chưa có dịp để mà Ngân đi theo phái đoàn để mà quay những cái cảnh mà đi từ thiện ở những cái vùng khác á mọi người. Thì hôm nào thì Ngân sẽ có dịp Ngân sẽ quay. Ngân dạy bé Xu là con cầu nguyện đi. Con nguyện cho Phật tổ phù hộ cho cái con mắt của con được mau hết bệnh. Nhưng mà bé Xu nó nói là mẹ ơi con không có biết nguyện như thế nào, con không biết nói. Thì Ngân mới nói là Ngân dạy nó là con nghĩ gì con nói đó. Ngân cũng, vợ chồng Ngân cũng đến đây cũng cầu nguyện Phật tổ, cầu xin ân trên phù hộ cho Ngân tìm được một cái loại thuốc nem hay là cái loại cây cỏ nào đó trời xui đất khiến thì chữa bệnh, chữa hết được cái con mắt của bé Xu để cho Ngân đỡ lo cả nhà. Hôm nào mà cô chú anh chị mình có dịp đi ngang Sài Gòn, mình ghé Tịnh Thất Quan Âm Linh Ứng để mình cúng Phật tổ rồi mình dùng bữa cơm chay với lại là các cô ở đây nha. Các cô nấu món chay khéo lắm. Ngân ăn cũng nhiều lần ở đây rồi, tại vì đợt trước Ngân ở tới cũng mấy ngày ở đây luôn á cả nhà. Món chay mấy cô nấu đa dạng mà ngon lắm. Cô Bảy. Dạ nãy giờ con cũng quên để ý, con không có hỏi cô. Dạ. Thôi con tới thôi.
thăm mấy cô với con thắp nhang ở trên bàn Phật ơi, con xin phép mấy cô con về. Chiều nay không ở đây quay phim xong. Con tại con có công việc, con không ở được. Ở đây ăn mà về. Chắc lúc khác, chút lúc khác con sẽ lên nha. Dạ, mà mốt mà tới gầm hay là phát cơm gì á, các con lên. Có khi phát cơm con lên đi nha. Dạ, thưa mấy cô, con xin phép rồi. Cho con hai nhạc. Chồng lên không ạ? Uống nước không gì hết. Dạ, có con có uống nước. Nãy có uống đậu nành. Dạ, con chào mấy cô nha, con chào hết mấy cô nha. Bữa nay giờ thấy cô mập cái chứ. Không, cô này thì chưa biết, bữa giờ con chưa có gặp lần nào hết. Dạ, con chào cô. Dạ, chào cô, con về nha. Cô bạn khỏe nha, con về nha cô. Dạ. Lần sau mai mốt cô làm bánh ướt con lên nữa. Con lên con quay cô làm bánh ướt. Dạ. À, đợt sau mà thường thường là cô hay làm bánh là cô làm mà 14 với mùng 1 hả? 30 hả cô? Cô Hồng cái bữa ngày 31 hay gì thầy đi phải đòi mà chú nhâm từ bú đó là coi cho tiền đủ đó. Vậy hả? Dạ. Trời ơi. Hỏi cô Hồng đây đó. Vậy hả cô? Dạ dạ. Phát gạo. Phát gạo ở đâu cô? Phát gạo ở đây. Dạ. Rồi ngày mốt á, là thầy có mấy đoàn đi chung với ông thầy bú phát con thơ rồi. Ở đâu cô? Ông thầy bú á. Bệnh viện ung bú hả? Đó, dạ. Hỏi thử xuống đó là phát cái gì cô? Phát tiền. Phát tiền. Phát thơ. Dạ, mình đó, phát thì... cho bệnh nhân ở trong đó hả cô? Rồi phát cho bệnh nhân trong đó con hỏi đi. Vậy hả cô? Nghe. Dạ dạ. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Ủa anh, có cái bao không? Để bà uống hết cái này. Thầy con tạm biệt cả nhà nha. Đúng nghe là hôm nay con tới dự đám giỗ cả nhà, nhưng mà tại vì có việc nên không có chờ buổi chiều cúng á. Mà sáng cũng cúng rồi, thì cô nói là chiều còn cúng nữa. Chiều còn cúng. Dạ, cúng buổi chiều nữa cả nhà. Đây là của mẹ. Ba má xe gì mấy. Ờ con chào chú Từ. Dạ. Con chào chú, con về. Chú thầy con về. Chú cô con về. Dạ. À, bữa nào con về con biết cái số của con phải không? Dạ biết. Bữa nào con nhớ con về chiều tối con nhá thì con. Dạ dạ, con nhá chiều vậy nhá, nói cô là cô lưu lại số con nha. Dạ.